Xin chào cô chú. Dạ con xin chào cô chú quay lại với kênh tiệm sách Đức Thắng. Đó, tiếp tục thì con lên cho chú là một cái E75 cho chú tham khảo. Có con đèn bật cũng đèn rồi chứ. Cái máy này là máy có đề nha chú. Đó. Đặc biệt là nó không có hồng tay quay nè. Này, không có hồng tay quay, nó chỉ có củ đề thôi. Củ đề này bên con có test luôn chú, nó sử dụng được bình thường. Nước sơn nồi cũng hoàn toàn là nguyên zin luôn chú. Đó, ốc ác rồi bên con chưa buông mỏ gì hết. Cái nước thì bao của chú là không xì không lủng à, mà chỉ có phần két nước nè, ở dưới này nó không có cái chỗ đi bít lại chứ, ở này bít lại thì vẫn sử dụng được bình thường ha. Két nước thì con bao của chú mình là không xì không lủng. Còn hồi nắp lát thì hơi chống nước sơn chú, nó do là bị chạy nhiệt độ nóng mà chú ơi, nổ nước sơn cho thời gian nha. Cốc đề này con có test thử chú luôn, sử dụng được bình thường hết thôi chú. Cái này mình có cái bình lớn mình đề vô cái là chạy à. Còn này bên con không có bình lớn, con chơi giật bằng vô ly chú. Đó, nhưng mà đề là đề con test rồi. Nghe 75 nè. Nước sơn rồi là hoàn toàn nguyên zin luôn chú. Đó, máy này về là bên con chưa buông mở gì hết. Đó, bô e, bô lửa đầy đủ hơn chú. Đó, chú thấy nè. Này, cái bô cánh quạt gió mà nước sơn nó còn đẹp vậy nè. Đó, máy hoàn toàn là nguyên zin luôn. Thì gió rồi nói chung là đầy đủ hơn chú. Nó bô lửa, bô lửa thiết kế cũng rất là chắc chắn luôn. Nó quay xuống dưới. Nó nắp phi lát nè, ốc đồ hoàn toàn chưa dấu chày mở hơn chú. Ốc ác rồi nói chung là máy này đặc biệt là nguyên zin. Máy này nguyên thủy thôi chứ, mình không có đụng chạm gì hết. Giờ để con nhờ anh em test máy lên rồi cho chú mình nghe đến tham khảo ha. Đúng rồi. Ai cũng rất là nhảy nổ luôn vô. Chưa ra khói. Cái góc dầu nó vẫn còn giọng kinh kinh kinh. Máy này hoàn toàn chưa ra khói, chưa buông mở luôn chú. Đó, máy nào có buông mở giải gác thì con sẽ thông báo cho cô chú ha. Đó, ốc. Chạy quá đậm. Đó, máy này chạy cực kỳ đậm ha. Nhỏ gọn mà có đề của chú ơi, nói với cô chú nào mà có vấn đề về sức khỏe hoặc là kiểu như mình quay không nổi gì chú. Đó, mình là mua máy này về chủ yếu mình sắm thêm cái bình lớn nữa, mình đề là cực kỳ nhẹ nhàng luôn thôi chú, chứ gần đề là chạy không cần có quay tốn sức lực ha. Máy bét rồi, nói chung là còn rất là mới chứ. Đó, nước sơn á, còn cực kỳ đẹp luôn nè. Co dầu rồi, nói chung là con chưa có mở cái phần heo luôn rồi chứ. Đó, heo nè, còn nước sơn nguyên zin của nó luôn. Này trong này nó có đóng rồi chứ. E75 để thử chuyển test lại thử cái độ nhạy của máy thôi chứ. Rồi đây con bẻ xúc bắp cho chuyển thôi. Tại vì bên con chưa có, không có bình lớn nên phải giật cái này. Máy cũng rất là nhảy nổ luôn chứ. Không có tiếng xào đạn gì hết. Giật bằng cái bu ly này nó cũng vẫn chạy thôi chứ. Máy cũng rất là nhạy. Rồi tắt cái chuyển.
Máy này thì hôm nay con bán cho chú là 4,5 triệu bao ship thôi chú. Máy E75 4,5 triệu bên con bao ship. Cô chú nào chốt được cái này thì alo bên con chú. Rồi, cảm ơn chú xem hết clip. Chào chú.